Quý vị các bạn đã đến với TechTalk Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng những comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin hôm nay. Burnley gặp Tottenham, bản lĩnh gà trống. Sau những kết quả rất thất vọng, lúc này bản lĩnh của Tottenham Hotspur cần lên tiếng để tránh khỏi một cuộc khủng hoảng đang được dự báo. Spurs vừa bị loại ở vòng 5 FA Cup sau khi không thể chiến thắng Northwich City ở loạt penalty định mệnh. Việc bị loại khỏi giải đấu này không phải là một thất bại quá lớn của gà trống, mà điều đáng nói đây là thất bại thứ tư liên tiếp của họ trên mọi đấu trường. Có vẻ như sự thiếu vắng Kane cũng như Son đã để lại nhiều hệ lụy đối với thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho. Ngay lúc này, họ sẽ cần phải chứng minh nhà đương kim áo quân Champions League nếu như muốn có vị trí trong top 4 ở cuối mùa. Tuy nhiên, đội bóng Bắc London sẽ phải đến làm khách của một Burnley đang thi đấu cực kỳ ổn định. Chuỗi 6 trận bất bại tại Premier League giúp đội chủ sân Tumor đang xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, cao hơn cả ông lớn Arsenal. Với tình hình hiện tại, cả hai sẽ đều hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, nhiều khả năng Burnley sẽ giữ về ít nhất là 1 điểm. Arsenal gặp West Ham, mệnh lệnh phải thắng. Arsenal tiếp đón West Ham tại vòng 29 ngoại hạng Anh, trong trận đấu mà cả hai bên đều cần 3 điểm vì những lý do hoàn toàn khác nhau. Arsenal vẫn đang trong cuộc đua gay gắt cho một vị trí dự Champions League mùa giải tới. Pháo thủ bước vào trận đấu này với khoảng cách 8 điểm so với vị trí thứ 4 của Chelsea trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng thi đấu ít hơn một trận. Chiến thắng 2-0 trước Portsmouth ở vòng 5 Cúp FA vừa qua đã níu giữ hy vọng của Real Arteta về một chiếc cúp trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Arsenal. Ngoài ra, chiến thắng đó còn rất cần thiết sau khi họ vừa thất bại trước Olympiacos ở vòng 1/6 Europa League. Trong khi đó, West Ham vừa giành chiến thắng 3-1 đầy ấn tượng trên sân nhà trước Southampton ở vòng đấu trước, qua đó tạm thời rời khỏi khu vực xuống hạng. 3 điểm vào thời điểm này đều rất quý giá cho cả hai đội. Arsenal đang tìm mọi cách để trở lại đấu trường Cúp C1, trong khi đội bóng huấn luyện viên David Moyes hy vọng sẽ trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay. Liverpool gặp Bournemouth, đánh nhanh thắng nhanh. Sau chuỗi trận thua đầy bất ngờ, The Cop cần có một chiến thắng để tránh khỏi sự đổ vỡ có hệ thống ở các giải đấu của họ. Sau những thất bại liên tiếp ở các mặt trận khác nhau, hậu quả đội chủ sân Anfield đã chính thức bị loại tại Cúp FA, đồng thời đang đứng trước nguy cơ thành cựu vương tại Champions League khi đang là đội kém lợi thế so với Atletico Madrid. Với việc chỉ phải tiếp đón một đội bóng đang nằm trong nhóm cầm nền đỏ, nhiệm vụ có được chiến thắng dường như là bắt buộc đối với Salah cùng các đồng đội. Thứ nhất là để sớm về đích tại Ngoại hạng Anh và thứ hai là để vực dậy tinh thần của cả tập thể The Cop. Về phía đội khách, với việc đang xếp thứ 18, chắc chắn Bournemouth sẽ làm mọi thứ để có điểm dù đối thủ là ai. Do đó, kể cả ở đẳng cấp kém xa so với The Cop, đội khách cũng không thể bị xem thường. Tiết lộ bất ngờ vụ Cristiano Ronaldo trở lại Bernabeu. Theo tờ Marca, chính Cristiano Ronaldo đã chủ động gọi điện cho Chủ tịch Florentino Perez trước trận El Clasico. Vào ngày 2 tháng 3 vừa qua, Cristiano Ronaldo bất ngờ trở lại Bernabeu, tại nơi CR7 từng gắn bó 9 năm, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã cổ vũ đội bóng cũ ở trận siêu kinh điển gặp Barcelona. Trận này, Real Madrid đã đánh bại Barcelona với tỷ số 2-0 và lấy lại ngôi đầu bảng La Liga từ tay chính đối thủ. Theo tờ Marca, trước trận El Clasico, Cristiano Ronaldo đã gây ngạc nhiên lớn cho ông Perez khi gọi điện hỏi thăm chủ tịch Real Madrid. Bất ngờ trước động thái của Ronaldo, trong cuộc điện đàm này, ông Perez đã mời ngôi sao người Bồ Đào Nha trở lại Bernabeu xem trận siêu kinh điển. Vì rảnh rỗi do một số trận ở Syria, trong đó có trận đấu của Juventus, bị hoãn do Covid-19, nên CR7 nhận lời ngay lập tức. Việc Ronaldo chủ động gọi điện cho ông Perez và trở lại Bernabeu cho thấy mối quan hệ giữa đôi bên đã phần nào ấm lên sau căng thẳng từ khi CR7 chia tay Real Madrid. Không lâu sau trận El Clasico, nhà báo Edu Aguirre, cũng là bạn thân của CR7, tiết lộ rằng tiền đạo 35 tuổi rất nặng lòng với Real Madrid và muốn trở lại đầu quân chuyền bóng chủ sân Bernabeu trong tương lai. Messi không còn phi thường và đi bộ quá nhiều. Cựu thủ môn người Argentina Hugo Gatti vừa bất ngờ chỉ trích ngôi sao số 1 của Barcelona. Messi vẫn chơi tốt ở mùa giải này vì ghi đến 23 bàn và có 16 đường chuyền thành bàn trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, thủ quân của Barcelona đã chơi tồi ở trận El Clasico. Đây được cho là một trong nguyên nhân khiến đội bóng xứ Catalonia thua Real Madrid 0-2, qua đó mất ngôi đầu bảng. Chứng kiến những gì Messi đang thể hiện, cựu thủ môn đội tuyển Argentina Hugo Gatti cho rằng Messi hiện tại không còn phi thường như trước và đi bộ quá nhiều. Tôi không quan tâm đến việc bị chỉ trích ở Argentina vì phê bình Messi. Messi từng là cầu thủ rất phi thường nhưng hiện tại thì không. Họ đối xử với Messi sai cách vì họ đề cao cậu ấy. Vì đề cao Messi nên họ đối xử với cậu ấy sai cách. Cậu ấy đi bộ quá nhiều. Lối đá của Messi khá chậm nên ảnh hưởng đến toàn đội. Cậu ấy cần phải cải thiện chính mình để chơi tốt hơn. Khi có những cầu thủ như Messi trong đội hình, những trường hợp của Maradona và Pele, các đồng đội luôn tìm cách đưa bóng cho cậu ấy để tìm kiếm chiến thắng. Điều này làm hỏng lối đá của toàn đội vì chẳng ai muốn nỗ lực thi đấu nữa. Các đồng đội đã quá quen với việc đưa bóng cho Messi mà không phải là một ai khác, ông Hugo Gatti nhận xét. Trong một phát biểu mới đây, huấn luyện viên Setien cũng đề cập đến việc các cầu thủ Barcelona đã đưa bóng quá nhiều cho Messi. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng đây là điều đương nhiên vì Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Pep tuyên bố Man City sẽ không phát điểm cho MU. Dù gần như đã hết cơ hội vô địch nhưng Man City sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trước trận derby Manchester về đêm mai. Về lý thuyết, Man City vẫn còn cơ hội vô địch Premier League mùa giải này. Tuy nhiên, với 22 điểm kém hơn Liverpool, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã chấp nhận bỏ cuộc. Vì vậy, trận derby Manchester vào đêm mai cũng không còn nhiều ý nghĩa với The Season, đặc biệt khi họ đang rất an toàn trong top 4. Với Man United này khác, Quỷ Đỏ rất cần chiến thắng để chạy đua cho tấm vé dự Champions League mùa giải tới. Đây là nhiệm vụ cần thiết và nó ảnh hưởng tới chính chiếc ghế của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định đội bóng của ông không có thói quen thi đấu theo kiểu buông thả. Vì vậy, The Season sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trên sân Old Trafford. Khi chúng tôi nghĩ rằng trận đấu này có ý nghĩa quan trọng hơn đối với họ, chúng tôi sẽ thua. Chúng tôi phải có niềm tin rằng nó rất quan trọng với chúng tôi. Tôi không bao giờ ra sân mà chỉ chăm chăm về mặt điểm số hay nghĩ trận đấu đó dễ hơn hay khó hơn. Tôi không bao giờ xem lịch thi đấu của đội bóng. Điều tôi quan tâm là trận đấu đó, là sự nỗ lực của toàn đội để giành chiến thắng. Tôi đã nói nhiều lần về sự quyết tâm mà chúng tôi thể hiện trong thời điểm này. Không chỉ trong năm vừa qua, chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng trong mỗi trận đấu. Man City sẽ vắng Kevin De Bruyne ở trận derby Manchester vào đêm mai. Do cầu thủ này dính chấn thương vai ở trận chung kết Carabao Cup, ngôi sao người Bỉ cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Real Madrid. Hé lộ quý nhân giúp MU có Bruno Fernandes, các cổ động viên Man United sẽ phải cảm ơn cựu cầu thủ của họ, Nani, khi anh là người có những tác động nhất định khiến Bruno Fernandes đồng ý đến với Old Trafford. Bruno Fernandes đang là cái tên gây sốt bậc nhất tại Premier League thời điểm hiện tại, kể từ khi chuyển đến Man United ở phiên chợ đông vừa qua. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã giúp đội bóng mới bất bại 7 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Cá nhân anh có cho mình 3 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo và mới đây còn được ban tổ chức Premier League đề cử cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2. Trong buổi phỏng vấn với The World, cựu ngôi sao của Man United cũng là người đồng đội cũ của Bruno ở Sporting Lisbon là Nani tiết lộ anh đã có những lời khuyên và thuyết phục tiền vệ 25 tuổi đến với Old Trafford. Khi sát cánh với Bruno, tôi đã thấy được những phẩm chất và tiềm năng của cậu ấy. Có lần tôi đã nói chuyện và động viên Bruno tập luyện chăm chỉ hơn, bởi đó là thứ duy nhất mà cậu ấy cần để tranh tài ở đẳng cấp cao tại Premier League và Tây Ban Nha. Lời khuyên của tôi lúc đó là tốt nhất thì cậu nên đến Anh. Tại đó lối chơi của Bruno được đánh giá cao, cậu ấy sẽ ghi những bàn thắng đẹp bằng khả năng sút xa của mình và khiến người hâm mộ phát điên. Khi nhìn thấy những tin tức, tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Đừng chọn Manchester City, đừng chọn đội bóng khác, hãy chọn Man United. Sau vài tháng, Bruno chuyển đến Manchester United và tôi thật sự hạnh phúc bởi lựa chọn của cậu ấy giống lời khuyên của tôi. Thật tuyệt thấy cậu ấy chơi bóng tại đó, trở thành cầu thủ hay nhất và ghi những bàn thắng. Với những đóng góp của Bruno, Man United hiện đã tiến gần hơn đến top 4 Premier League khi chỉ còn kém Chelsea 3 điểm. Chủ nhật này, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ lúc khoác áo Quỷ Đỏ với màn tiếp đón Man City. Vẫn nên lại ám, Barca mất thêm một ngôi sao. Barcelona đang thực sự gặp hạn ở mùa giải năm nay khi lực lượng của họ liên tục sứt mẻ vì chấn thương. Mùa giải năm nay, Barcelona gần như chưa bao giờ có được lực lượng đầy đủ bởi chấn thương liên tục tàn phá đội hình. Huấn luyện viên Ernesto Valverde hay hiện tại là Quique Setien thường chỉ có trong tay khoảng 15, 16, thậm chí có khi chỉ 13 cầu thủ đội 1 trong danh sách đăng ký thi đấu. Phòng y tế của đội chủ sân Nou Camp mới đây lại đón thêm một bệnh binh nữa là Arthur Melo. Theo thông báo từ phía Barca, Arthur đã dính chấn thương mắt cá và đang được điều trị bởi đội ngũ bác sĩ. Tiền vệ người Brazil không thể cùng đồng đội tham gia buổi tập cuối cùng để chuẩn bị cho trận gặp Real Sociedad. Anh đương nhiên cũng không được huấn luyện viên Setien điền tên và danh sách tham dự trận đấu này. Arthur là cái tên mới nhất gia nhập danh sách bệnh binh của Barca. Ousmane Dembélé cùng Luis Suarez là hai trường hợp nghỉ thi đấu dài hạn, thậm chí có thể phải ngồi trên sân nước đến hết mùa giải năm nay. Cầu thủ đa năng Sergi Roberto dự kiến cần khoảng 3 tuần nữa mới có thể trở lại. Hiện chưa rõ khả năng ra sân của Arthur ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Napoli sau đây gần 2 tuần. Nếu anh vắng mặt, tuyến giữa của Barca vốn đã khủng hoảng nặng nề sẽ càng toang hơn nữa, thậm chí không đủ người để huấn luyện viên Setien xếp đội hình 3 tiền vệ. Ở trận lượt về với Napoli, ngoài Roberto dính chấn thương thì Sergio Busquets và Arturo Vidal sẽ vắng mặt vì ăn cho giò. Trong trường hợp cả Arthur vắng mặt, huấn luyện viên Setien chỉ còn 2 ngôi sao đội 1 chuyên đá tiền vệ trung tâm là Frankie De Jong cùng Ivan Rakitic. Cảm video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất.